Bệnh viện 199 Bộ Công an vừa tổ chức buổi lễ chia tay và tri ân các tình nguyện viên đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện trong hơn một tháng qua. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện 199 bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với những đóng góp, giúp đỡ của đội ngũ tình nguyện viên trong giai đoạn bệnh viện gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự hỗ trợ kịp thời đó đã góp phần giúp công tác phòng chống dịch tại bệnh viện được nhanh chóng và hiệu quả. Trước đó, từ ngày 29 tháng 7, trước tình hình số lượng bệnh nhân tăng đột biến khiến Bệnh viện 199 quá tải, các tình nguyện viên đã ngay lập tức đăng ký tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại bệnh viện. Trong hơn 500 đơn đăng ký, đã có 50 tình nguyện viên được lựa chọn và trực tiếp tham gia công tác y tế, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện.